Rồi hôm nay coi như là khai trương là mở hàng là cái siêu kem này. Thì tao có chương trình bốc thăm trúng thưởng cho khách ruột. Thì chúng mày bốc đi. Có 5.000 vé. Anh có tiền không? Ừ. Quá hời nhá, tao nói chúng mày nhá. Vừa được ăn kem vừa được trúng thưởng mà có 5.000. Quá tuyệt vời đúng không? Tông môn nhà mày mới mở hàng 5.000 thôi, vừa lắm đi. 5.000 đồng vé à? Vé thôi. Đừng chân tay tí cho nó khỏe khoắn cái con người. Cái thằng bán kem kia, anh bày mưu tính kế gì à? Định dở trò gì à? Rồi định lừa mấy đứa con nít à? Không được rồi. Kế với sao? Bốc đi. Bạn, hai là mở trò gì đây đúng không? Bạn à, vào đây, bữa nay có chương trình khuyến mãi. Chúng gì anh ơi? À không chúng gì à? Thôi thế không chúng gì là cũng không được kem luôn. Thế là mất, lại mất 5.000 luôn hả? Mất 5.000 làm lại cái nhỉ? Nào. Cầm tiền về hai thằng trẻ con. Ô, cái thằng này đi về nó thấy bốc, lừa đảo rồi. Bốc này nữa. Thật này, bốc chúng gì cũng chúng. Em chúng vào đâu? Chúng vào đâu? Cái loại mày ra đây có mua không mà ra cứ phá. Tao là khách hàng ấy, bốc cái nhờ. Khách hàng cực. Ô trời, đổ hết trâu của tao rồi. Mày đúng cái loại khốn nạn. Bốc cái là gì một cái nhá. Tiền mới bốc. Mấy nghìn? 5.000. À, cái kem có 3.000 nữa nhá. Giá trị phần thưởng lên tới 50.000. Nên phét. Thật chứ đùa. Thật không? Này, thùng mì tôm này trăm mấy? 80. 90. 80. 90. Ờ, nhưng mà bao không? Có đồ trong để trúng không? Có đồ trúng không? Này, một đống phiếu này. Rồi, 5.000. Cứ đưa tiền đi. Một tay bốc, một tay tiền. Buông ra. Bỏ cái này bà chê. Năm mới lừa làm sao được người nữa mà. Chỉ có người lừa thôi. Như nào nhỉ? Bạn đã trúng một thùng mì tôm. Một gói. Thằng điên. Có một gói thôi. Này. Lại vẫn lại 2.000. Này. Có về chưa? Bây giờ như này nhá. 3.000 tao giá lại gói mì tôm mày, tao bốc thêm một cái thăm nữa. Không. Sao lại không? Ô, cái gói này có 3.000 chứ mày. Thì tao lo 2.000 được không? Không. Này, đừng có chơi cao bẩn lên, tao bỏ công an luôn đấy. Đây, cầm mì tôm làm cái nữa. Đưa tiền đây làm cái nữa. Được rồi, mày nhớ mặt tao. Mày nhớ. Này, mày đúng là thật chua cho mấy người. Tưởng ơi. Tưởng. Anh Tưởng ơi dậy đi. Muộn rồi dậy đi. Nằm xem phim mà ngủ muộn đến trưa rồi. Dậy dậy dọn cơm em ăn nào hôm tối nữa. Dọn cơm. Cơm hả? Đi đi dọn cơm. Thôi xong rồi. Tao quên không nấu cơm được đâu. Sao sao phải không nấu cơm chứ bây giờ em ăn cái gì được. Em đang đói này. À. Còn mấy gói mì tôm ở trên nóc ấy. Mày lấy mà pha mà ăn. Em bảo em ăn mì tôm á? Ừ. Sao em lại ăn mì tôm là sao lại không nấu cơm cho em ăn? Tao quên rồi, bây giờ biết sao được. Anh vào nấu cơm cho em ăn nhanh nhanh đi. Đang ngoài sớm mà. Nấu thì bây giờ đến lúc nào được ăn? Thì phải anh mới nấu nhanh chứ. Bây giờ mày không ăn mì tôm thì thôi. Nhìn. Tao đi ngủ đây. Ok. Được rồi. Không nấu cơm cho em ăn thì thôi. Em tự đi tìm cái ăn. Ừ. Bút spy. Hóa ra mình nỗ mất 2.000. Chị ăn TV thì không nấu cơm cho mình ăn kìa bây giờ. Nữa chứ. Chị ăn lung ta lung tung. Có phải cái kem quảng cáo mình. Quên không mà nấu cơm mình ăn bây giờ đưa được 5.000 bạc thì ăn cái gì. Đấy cái đàn. 5.000 bạc. Đi đâu em? Đi đâu mặt mi xị hả? Tao hỏi không trả lời. Em con đi. Nít. Em đi mua phở. Phở 5.000 mua phở gì? Mua phở gói ăn. Gói 7 hay 8.000 gói mà. Nếu mà sao cơm nước không ăn ăn phở làm gì? Sao anh Tượng nằm ngủ quên xem phim không nấu cơm cho em ăn. Thì bảo nó nấu. Anh cứ không nấu anh lại ngủ tiếp rồi. Ăn mì tôm không? Đưa 5.000 cho anh. Yêu ơi. Anh Khang nghĩ em cho cả thùng. Cho cả thùng luôn? Vâng. Đi theo hàng ta lấy nhá. Vâng. Nhà em mê. Thế giờ sao ta? Ăn này. Ăn kem không? Không, từ tháng giờ chưa được ăn gì thì em đi mua phở em ăn. Từ từ đã để cho thấy con nít mà mày cứ. Ăn kem không? Thằng này, thằng Tú nó đang tổ chức cái gì đấy là kem giải thưởng rồi đấy, kem trúng thưởng đấy. Kem trúng thưởng á? Ừ. Nhưng mà mấy nghìn? 5.000 thôi. Năm. Đây này, vừa anh đổi này, vừa anh búc được gói mì tôm này. Anh cày nó, anh lỗ 2.000, anh vẫn cày nó. Lỗ 2.000? Ừ. Lỗ 2.000, có 2.000, nhưng mà lớn bằng đấy, 2.000 cũng cày. Nó bán 3.000 cái kem không? Này nó lấy 5.000 một cái mà được búc trúng thưởng nó khôn. Thằng này bị bậm gì rồi, đi cho anh, đi không? Chơi không? Chơi trúng thưởng hả? Ừ.
Em có 5.000 em chơi luôn. Đi, đi, đi đội trưởng, lấy kem đội trưởng. Có được không anh? Được, xong được. Ai kem đi. Kem đội trưởng nào. Kem đội trưởng đi. Ai kem đội trưởng đi. Từ từ đấy em, nó lừa gạt không à? Mày thấy không? 5.000 gói mì tôm đắt khắm hơn được. Này, tao nói thật với cái mặt mày nhá, mày cũng bao nhiêu tiền mày quỳ xuống mày xin cầu xin tao, tao không bao giờ tôi cho mày bốc đâu. Ơi, mấy nghìn một lượt bốc á? 5.000. 5.000 á? Ừ. Từ từ đã. Có thể đắt không? Cái gì mà đắt? Mày im cái mồm ngay tao. Để tao phân tích cho em tao hiểu. Phân tích cái gì mày không biết thôi. Em. Mày còn tiền không mà mày đòi chơi? Thì đó tao mới bỏ cái trò mày là bịp bợ, hiểu không? Bịp bợ sao bịp bợ? Nhưng mày chúng cả thùng mì tôm mày sao? Ăn cả tháng hết này. Trời. Cho nó chơi đi. Này. Từ tiền cái. Bốc tiền luôn. Thôi thôi em, 5.000 để mà ăn xôi, mà ăn xôi. Bốc đi. Lại lừa được con cả. Cái này lại không trúng gì. Rồi. Không có đâu bạn ơi. Anh thôi. Không có cái mùa xuân nữa đâu. Nặng nha. Một. Một thùng mì tôm. Một thùng mì tôm. Cái gì từ từ? Không không không. Cái gì? Mì tôm á? Ừ. Cái gì nhá? Cái gì mà một thùng? Tao nói cái mặt này. Rồi đây tao kiểm tra. Kiểm tra đi, rồi kiểm tra. Mày có lấy bút mày không, ghi không? Không, không. Thôi trả đi. Tao lại trả, tao phải ăn một cái bây giờ này. Khốn lắm ôm. 5.000 được thùng mì tôm ba. Của em mà. À quên. Quên. Hả? Cháu cũng thích ăn mì tôm cho cháu đổi. Thôi được, được, đổi bim bim này. Thôi đổi. Bim bim trẻ tiền thôi, bim bim này. Cùng người 80, cái này 20.000 thôi. Sao sao đổi được? Đi ra tạp hóa đổi bệnh đi. Thôi. Ừ. Nhà cháu nó còn nhiều mì tôm lắm, hay là chú đổi hình tiền cho cháu đi. À được, đừng mày đi. 80.000. Không qua đâu. Anh ơi. Tao trả lại 5.000, nó có lấy thì lấy. Không thì... Ý con. Thì vậy. Không thôi, tao có chơi có chịu đấy. Tao cho mày thử mì tôm ấy. Sao lại cho, có chơi có chịu mồm. Có chơi có chịu mà lại cho là sao được. Đây là phần thưởng. Đúng rồi. Hiểu không? Tao đập vui mặt về em. Không giải thích đi về. Tin trừ cái con mũi. Bực cá mình. Hay bọn nó có ghi vào giấy ông ta, lấy bút nó ghi vào ông ta. Bọn này là lơn chúa mà. Nghỉ lắm. Đức có trời cái bởi cái gì nữa. Hả? Làm thì không ra đồng nào. Suốt ngày bị lừa. Cô Hoa ơi. Lại cái thằng lừa khổ mà. Chưa thấy người đã thấy tiếng rồi. Vô đi em, vô đây là đổi được nghe anh. Cô ơi, con xin trình bày với cô là cô đổi cho con thùng mì tôm 80 lấy 80 thôi. Không, không được. Không được cô. Thế thì đây, đây đổi chân gà, mì tôm, cái thứ này miễn sao đủ 80 là được. Có được không? Không, mà tao nói này, nhà tao á, mì tôm đang có chất trong kia đầy lên kìa. Đổi cho chúng mày á, tao bán cả tháng sau không hết à. Ừ, bây giờ sao anh? Thì đổi cái khác đây, dầu gọi 2 giây 20 rồi. Sữa trứng thì kìa cô. Thôi, không đổi là không đổi. Thôi, chúng mày đi về đi. Tao phải đi làm việc khác. Thôi, được rồi. Anh có cách. Đi. Nữa hả? Đi, nói nhiều đi. Em nói thật là nhà em còn rất là nhiều mì tôm mà bây giờ em chán mì tôm mới hay là thôi vứt đi nhỉ? Sao lại vứt đi, mày phí phạm biết 80.000 không? Từ từ tao nghĩ cách xem nào. Đổi thì cũng không đổi được rồi. Bây giờ mang về nhà làm gì, em ăn từ sáng đến giờ chưa được ăn cái gì, bây giờ đổi thùng mì tôm cái okay. Nhịn đói luôn. À, hay là em mang về em cho con gà của anh Tượng ăn. Con gà của anh Tượng ăn. Nó ăn cơm suốt cả tháng cả năm trời rồi nó cũng chán. Đi nhanh. Thôi. Gà anh Tượng không? Vâng, mang mì tôm về cho gà anh Tượng ăn chứ ở nhà em mì tôm vẫn đang còn nhiều mà. Rồi. Tao có cách rồi, có cách để cho nó làm món ngon rồi. Cái gì anh? Đi cho tao. Từ từ đã. Bây giờ nhìn này nhá. Tao mày sẽ bắt con gà thần tượng. Con làm con tin nữa. Xong rồi bắt nó làm cái món gì về mì tôm phải đẳng cấp ngon thì mình mới ăn, không là mình thịt con gà mình ăn luôn. Được không? Ép buộc. Ép buộc. Đi. Được chưa? Thông minh chưa? Đi. Trời ơi đi. Bạn này tình hình là như này nhá. Tôi vào thẳng vấn đề chính luôn. Tình hình là đấy, bạn thấy đấy, gạo hết này, nay chợ nó nay chủ nhật thấy sao á, mà chả biết sao không đi bán gì ngoài chợ đó, rau cỏ không,
Rồi anh nói luôn đi, anh cứ... Tóm lại là bạn phải làm cái món gì mì tôm mà phải đẳng cấp, ngon nghĩa tôi ăn là được. Anh cứ cho tôm với cái mì ăn, chứ không có tôm thịt con gà cho các bạn luôn. Bây giờ nhá, anh phải làm một cái món mì tôm gì mà độc độc lạ lạ, không là em ganh lương làm thịt con gà của anh. Anh liệu hồn đấy. Thế bây giờ là thỏa thuận đây như thế này này. Một là anh chuộc con gà về rồi anh làm mì tôm cho bọn em ăn. Hai là em ganh lương tự đi làm thịt gà, đi anh. Đây, được rồi. Tao sẽ nấu mì tôm. Mà này, chắc là bạn chỉ mới thấy món xôi bảy màu đúng không? Đúng rồi Tuấn. Được rồi, nay tôi làm cho bạn mì bảy món luôn. Người phẹt. Không tin đúng không? Này, nói thẳng luôn một câu này. Cái gì? Mì bảy món là có cả món mì thịt gà. Tôi nói thật nha, nếu như bạn làm được cái món mì bảy món đúng không? Ừ. Tôi đi đầu đất luôn. Thật không? Con trai nói là làm. Chốt. Nói là làm, chốt. Rồi, anh giữ đi, em đi đào hố cho anh Lương trước. Rồi. Ok, thôi đào hố. Nhiều món như này cơ. Được chứ sao không? Từ từ đã, cái kèo này này. 1 2 3 4 5 6. Ô, 1 2 3 4 5 6. Ê bạn ơi, có 6 món thôi đúng không? Đây. Cái gì? Thứ 7 đây. Đúng rồi. Đúng rồi, 7 món. Em đào hố sẵn ra rồi. Ồ, thế mà bạn cũng nghĩ ra. Cái này nó là truyền thống đấy bạn ạ. À. Hay. Thôi được rồi, tôi sẽ thưởng thức tất cả những món ngon của bạn bằng cái tấm chân tình của tôi. Ê, mời anh em. À tôi. Mi ơi, tao có đồ cho mày đổi này, có đổi không? Lại sao rồi à? Trời này 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 này. Đó. Tao có cái cho mày đổi đấy. Cái gì chú? Đổi. Nhưng mà lắm mì tôm này. Đâu ra? Mì tôm cho bốc thăm thưởng thưởng này. Mì gì? Mì bảy món à? Vâng, mì bảy món anh tự cho làm đấy. Trông ngon nhỉ. Vâng. À, nhà tôi còn nhiều miếng. Để Thôi. Cái gì? Tôi thấy mấy tháng này còn đang quên đến tháng này ăn mì tôm này. Cái đầu nó dài như cái cọng mì tôm nhá. Nào mì gì đâu. Tôi biết là ngon thì ngon thật. Nhưng mà ăn mì cay nhiều trong mỏng mụn. Cái không cho gấu thì ai làm ngon không làm được. Đó. Làm không khác không làm. À này. À, bạn Lương có nhớ là lúc đấy bạn nói gì với tôi không nhỉ? Nói gì? Đã nhớ gì cả. À đây, để tôi kể cho bạn Tú nhá. À bạn Tú, bạn Lương bạn hứa với tôi. Rồi. Là nếu mà tôi làm được món mì bảy món đây là bạn Lương được nhất. À thế à? Đúng rồi. Ở đây đủ 7 món chưa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đây 7 bạn. À đây mì tôm sống nữa mà. Đấy, đi đi. Như lời hứa bạn Lương hứa thôi mà. Đi ra đầu xuống đất đi. Nhanh lên. Đi đi anh. Ô, cười. Được rồi. Nói được phải làm được. Rồi, rồi. Tao quá chơi quá chịu này. Thua thùng mì tôm, cho cả thùng mì tôm luôn. Được rồi, tôi nói thật bạn nhé. Có mấy gói mì tôm mà bạn làm được 7 món thì tôi cũng... Bạn là ông Hoàng. Rồi. Ông Hoàng ẩm thực. Cố cần nhất bạn. Cố cần nhất cho Linh Hồ không? Không mượn. Đi đi. Ê nhá. Rồi. Đi tín nhá. Tàu đâu? Tàu đây. Được chưa? Đi nhá. Rồi, rồi. Chiến thôi. Rồi, đi luôn. Anh chả đầu nhá. Trời ơi. Đầu gì đấy? Dạ. Được rồi. 2 vòng luôn. Đã đi chưa? Mới đi 1 vòng. Vòng nữa này. Đấy, thấy chưa? Đâu anh? Ê Chi đang đi, Chi em. Đi đầu mà. Đầu ơi Chi, đến đây không đầu. Đầu gì? Đầu với. Đi, mày đi như thế à? Đi bằng đầu cơ mà. Trên đây không đầu, đây, 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 đây. Nào, đây, 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 đây là cái đầu gì? Đầu gì đây? Đầu gì đây? Đây là cái chân mà. Đầu gối này. Sao mày đi đầu này? Tao bỏ đầu chứ bỏ đầu, đầu, đầu đi đâu? Quẩy. Thôi ngồi ăn đi. Thôi, đi ra, đầu bên đó.
Được rồi, ăn đi. Này, nguội hết đồ này. 5.000 gói mì tôm. Ok, món gì đây bạn? À mà thử ăn món này xem nào. Lạ nhỉ. Cái này là cái gì? Pizza mì tôm đấy. Đây, ăn thử xem nào. Ngon nhỉ. Thế nào? Ăn những pizza. Đây đây đây, có tôi, cái món này món gì đây? Cái này người ta gọi là cái gì nhỉ? Viên chiên sốt băng tỏi, bạn thử xem nào. Ai chả nghe tên lạ nhỉ. Anh, cái còn cái cục này. Cục này ha. Ăn đi. Cái này là snack mì tôm. Snack mì tôm à? Pizza ngon quá bạn ơi. Ngon lắm nha người. Ăn đi. Tí đánh xe công nông sang nhà tao vứt cho một xe công nông về mà ăn. Vâng. Đầy mì. Vâng, tao xem ăn được 3 của cả 21 ngày không? Mười. Đấy, gần hết chỗ này đi. Sao mà tao làm trước thôi, nhá. Vâng. Làm lên 7 hôm. Tao cái này cho bạn lương. À, mì cũng không? Mì cũng cần không ăn, mì đây. Ở đâu ta? Trong nhà không nhờ? Đâu nhỉ? Không thấy nhỉ? Này! Ôi! Các anh làm cái gì mà đứng trước cửa là tôi đông thế này? Ừ, anh tặng hộ em đi. Em... Dạ. Dạ. Đi, tao đi vậy. Làm cái gì mà tặng mì nhiều thế này? Mì ơi! Mì ơi! Mì! Mày làm gì đấy? Tiếp đông thủy thủ mặt trăng này. Này, ai gửi quà cho mày này? Rồi. Tuyệt vời. Em cảm ơn anh nhá. Tao không biết là mấy cái đứa đến nhà cửa thì có mà cứ đứng lấp la lấp ló ngoài cổng, không chịu vào. Sao lại cho vào làm gì? Anh cứ chỉ cần đi ra ngoài đấy, anh thu quà về đây cho em là được. Bọn này nó bị sao nhỉ? Cháu biết cày gì mà bị tặng quà là sao? Sao anh lại bị sao là sao nhỉ? Anh không biết là hôm nay là ngày Valentine, là ngày tặng sô-cô-la. Cái ngày Valentine là ngày gì? Valentine có nghĩa là ngày lễ tình yêu đó. Là ngày tặng sô-cô-la đấy. Em nói mà, anh không có người yêu thì anh làm sao anh biết ngày Valentine là ngày gì? Lớn à? Đi đầu rồi. Tao chịu, tao chả biết. Lại còn tao chịu. Mà thôi, nay anh đi ăn cơm đi nhá. Vâng. Trời ơi, nhiều quà thế nhá. Từ gió đến vậy, thật sự cảm thấy cô đơn. Bạn có bị hầm này, em chưa ấy. Bạn ơi, tôi nói thật nha, cứ đến cái ngày va lung tung này là cái tâm trạng tôi nó buồn thiu quá. Tôi không muốn sống sao? Bạn thấy không, tôi sống 20 mấy năm rồi mà không có đứa nào nó yêu tôi, mà không đứa nào nó dám yêu luôn. Bọn nó bị sao nhỉ? Bọn nó có bị thần kinh không? Tại mày không công ăn việc làm cái gì? Không công ăn việc làm? Miễn sao tao lo được cho nó là được, đúng không? Anh à? Đó. Nhiều đứa con nít thì hay không? Cha phải lo nghĩ cái gì? Đúng, cuộc sống quá thư thản. Yêu đương không phải yêu đương. Ngày lễ chả vân cần lo quà. À. Đâu? Đấy. Quà hết tặng nhau đó, thấy nhục chưa? Tôi nói thật, bạn không bằng đứa con nít. Ôi, chắc mày bằng. Tao còn có người yêu thương chứ. À, không, không. Ai? Vì thế tao mới bảo là tôi... Đấy, thấy chưa, nhục chưa? Ủa, cầm tay nhau đi rồi kìa. Thì thôi đi về đi, còn nhìn đây đi. Buồn. Đi. Thế mà, ê. Thế mà có cái cống là tao cũng chui xuống rồi đấy. Đi trở lại kìa. Nay là mình lại có cả cái quả này nữa à? Chứ còn gì nữa, phải uy tín nữa chứ. Ừ, cái gì đây? Ở đây có phát lời. Lời là cái gì? Là người yêu. Người yêu, tôi thích lắm, tôi thích người yêu lắm. Ô này, con vợ này, đứng đây làm gì? Yêu. Em đi lấy người yêu. Ô, mày. Cái gì? Lấy người yêu. Mày đi lấy người yêu. Ừ.
Trời, mình nhìn lại mày đi. Học lớp mấy rồi? Kể em học lớp 5. Lớp 5, hồi lớp 5 tao còn nhà bú sữa mẹ nha. Thế là mày đã định kiếm người yêu, nhưng mày kiếm người yêu của tao ế à? Thôi đi về. Không. Không á? Không thì xếp hàng, đến lượt mày thì cũng hết người yêu rồi. Xếp hàng. Ồ, thằng nhói này. Ê, không phải em nha, nhà con có học đàng hoàng nhá, không bậy bạ như thế nha. Thật mà bọn em có phải đến cái nỗi đấy đâu. Thằng này nhận đi. Ô, giờ sao? Nó không nhận rồi. Thì... Đây này, người ta BD mà. Ơ, thế không chị ơi. Người yêu người ta đó. Trời ơi. Tức tưởng người ta thèm bê người yêu á. Trời ơi. Tin chưa? Không tin nè. Thế à? Hai ơi. Sao đây? Em đang làm phóng sự camera giấu kín về cách hành xử của trẻ em nơi công cộng. Thế gì? Thế này phóng sự. Thế này đây. Thế đây đây, nãy giờ đây là cái gì? Nãy giờ em quay phóng sự ạ. Quay phóng sự tao chung mày không nói đi. Mất công của tao. Thôi đi về còn đứng dơ cái mặt này. Mà phóng sự kiểu gì mà gái xấu. Đi về. Trời ơi, sô-cô-la thật là tuyệt vời. Không có người yêu nhưng mà vẫn có người thích tặng này. Ăn đi, ăn đi. Trời ơi. Nhăn. Ngon. Mày đó. Mày. Dù mày. Ngon quá. Vâng. Ngon quá. À, cố thế. À, cho anh hộ nào. Ôi trời, là ngon. Như cái loại không bằng đứa con nít nha. Ok. Nít nó còn có người yêu biết chưa. Là hai đứa nó tạm hoàn tận huyết nhau biết chưa. Chắc mày cố. Thì đó, nhưng mà mày không tự tin. Tin cái gì? Em bảo vợ chia tay người yêu. Hai đứa mới chú Tú hay nghe mày cãi nhau hay đấy. Con loại này nó ngu mà không bằng đứa con nít luôn. Chắc mày bằng. Thấy người ta phát người yêu cũng đâm đầu đi. Đừng mỡ nữa mà húp. Ê, chú Miếng. Nhét. Chú Miếng. Ăn nhiều thì cho miếng. Không, chứ con la cháu không có người yêu nhưng mà người thích cho tặng như này, hai hộp to đùng. Nhục cái mặt chưa? Cái lần này. Thế chú không có người yêu à? Tao có. Có chi cô la của tôi đâu? Mới chưa đây 7 giờ tối qua. Rồi anh ơi, mày cười đấy, em cười đấy, em lại có này. Ai? Anh lúc nào cũng có luôn nè, đúng không? À. Anh đi tặng người ta mà. Có người ta tặng mình đâu, mình con trai mà, đúng không? Nhưng mà anh vẫn có anh ấy. Có gì, con thích cho tí ra chợ ra mua. Ok. Thì không có, anh không có này. Ta đi tặng người ta mà. Đúng là bài lớn đầu thì phải chá có người yêu mà tặng sô-cô-la. Quê chưa? Bạn nữa. Anh trai em mới không đưa yêu nữa. Này, thôi rồi, đã thế nhá. Tự tay tôi làm sô-cô-la cho các bạn ăn. Thật vời. Được chưa? Có thế rồi nào, nào. Nào. Cất đi mà ăn một mình nhá. Yeah. Tao bịt cho à? Đi, đem thế nhỉ? Quay mặt ở đây. Ừ. Đúng rồi. Chất. Chú mày đây. Chú mày đây. Ừ. Vãi. Ừ, thì tao tự dưa tao biết đi. À nè. Được chưa? Rồi. Ừ, số mấy đây? Từ từ. Số mấy đây? Từ từ. Từ từ, hỏi số rồi. Số mấy đây? Số 4. Sai. Số mấy? 2. Rồi, chuẩn rồi, đúng rồi. Chơi nào. ai hô đấy nhỉ? Em lại. Rồi, chú ngồi xuống đi để bọn cho chạy. Vòng tròn sô-cô-la nhá. À, rồi, có thấy gì đâu. Vòng tròn sô-cô-la, bánh đa sữa đậu nành. Sống hay chết, trả lời ngay. Chết. Ha ha, xong mày với tao. Được rồi. Đâu? Bố đi. Đây đúng không? Được rồi. Phải có mi không? Cháu đây. Thế mày có thích bị tao bắt không? Chú bắt anh Lương đi. Rồi, tao tha cho mày nhá. Cháu chị cho. Hắn ở đâu?
lùi về sau 2 bước, hướng 5 giờ, phía đông bắc. Gió giật cấp 5 đến cấp 7 biến động nhẹ. Ô, tìm mãi không thấy nào, sợ phải con chó nhà ai. Ê! Ê! Đâu rồi? Lương ơi! Tay chạy! Lương! À, thằng này. Lương ơi! Ô, con chó nhà ai mà to là ai? Con chó biết đứng à? Ai đây? Mi à? Mi ơi! Kêu đi Mi! À, dạ ai đây? Mi ông! Mi ông! La lên! Kêu lên đi! Trời ơi! Được rồi! À, ai đây? Ai đây? Kêu đi! Kêu đi! Ai đây? Kêu đi! Tài! Kêu! Kêu đi! Đứng. À, được không không? Đúng nhận sai cơm cái! Rồi! Đúng nhận sai cơm cái! Đúng nhận sai hộ gái! À không, vẫn không! Đúng nhận sai hộ gái! Thôi à? Rồi! Chết chưa? Mày không thoát được tay tao đâu! Vòng quanh sô cô la bánh đa sữa đậu lành sống nghe. Sống hay chết? Trả lời mau. Sống sống à, quên chết. Chết. Rồi rồi, chúng mày đâu rồi? Mèo đâu ấy? Mèo. Đằng sau. Mèo. Đâu. Đi thắng. Đâu rồi, bọn mày đâu rồi, đâu rồi? Ái, chàng này còn gừ chính chúa à? Cái trò này chắc chỉ thằng Tú thôi. Thằng Tú mày đang đâu? Tao ngửi thấy mùi hôi của mày ở đấy. Eo ơi. Như thằng ngu, thằng đần á. Thấy đứa nghĩ ra anh đi sờ mặt thằng chúa. Mèo. Thằng chúa à? Hả? Tú ơi! Tú! Đâu rồi? Cái gì đấy? Mày tiếng chó gầm mà giả vờ tiếng chó gầm mà. Ôi trời, cái gì đấy? Ôi chó thật à? Cái thằng này! Đó. Đấy, tí của chó ăn cắn này. Chú giống con chó. À, bọn mày trốn gốc cây à? Lắm lừa tao vào chỗ ơn chú à? Chú! Ôi ơi! Anh Lương ra, anh Lương ra! Trốn đi! Cái. Em á? Ừ! Lại đây! Ngồi đây anh Bảo! Ngồi đây! Này! Anh! Gái đẹp! Đi đâu đấy? Anh mà! Người ta như thế này mà gọi là dai à? Anh chị! Cậu trai biết cái gì? Đi đâu ấy? Em đi kiếm trai đẹp. Đi tìm dai. Vâng. Tìm dai quá. Vâng. Ngồi im ở đây quá dài. Dài đẹp luôn, đẹp cực kỳ luôn. Đẹp trai nhất cái làng này. Dưới đâu anh? Đợi một tí có dai đẹp. Cứ yên tâm. Ờ, Dương ngồi đây cũng có tình yêu thể thế à? Đúng rồi, đi. Cứ ngồi đây đợi nhá. Ồ, tao nhìn thấy chúng mày ở đây rồi. Đây rồi. Ồ. Xem nào. Ôi. Trời ơi, thằng Tú đúng không? Thằng Tú! Mày là thằng Tú đúng không? Mày chết với tao, thế nào? Ui! Dài đẹp! Mày phải thằng Tú không? Ố, sao này tóc dài bay? Thế nào? À, hay cái mi? Ui, cái mi á? Không được, không phải cái mi rồi. Cái mi lưng dài bay. Một người to này, đậm đà này. Có phải thằng Tú không? Hay là mày giả gái đúng không Tú? Ừ? Đúng không? Đúng không? Cái gì mà nhờ này dâu ria cái gì đây? Ui dồi! Tây sao mà to thế? Ôi trời ơi, không phải rồi. Biến trái chảo quá! Trời ơi! Yêu của em! Anh Tưởng ơi,
của lắm. Chị khổng lồ, chị khổng lồ. Trời ơi, bạn ơi, bên trái này. Bạn ơi, bên trái này. Anh bạn ơi kêu này, trời ơi, trời ơi, ôi trời, bạn ơi tên nhục nhã lắm bạn ơi, trời ơi, mình cười à? Tôi nói thật bạn, cuộc đời tôi chưa gặp con em gái một màn đẹp nữa, cao, to, trắng và đặc biệt nhá, chân toàn lông. Anh ơi, anh, mặt dài của dâu, tóc vàng như tây mà lại rối, móng chân dài 2 mét. Tôi hình dung lại. Thích nhá, từ nay lương thực. Nó ôm cặp tôi như này, nó ôm như này. Anh anh, nhưng mà cái gì chị ấy lại là con trai nhưng mà lại không thích con gái. Dị thật. Thôi. Này, tôi làm sô cô la cho mấy anh em không người yêu này, ăn đi. Ở chất lượng không được ăn rồi. Anh Lương có người yêu rồi. Tao đập cho bây giờ này. À, ăn gì nhá. Tuy là có sô cô la rồi nhưng mà vẫn thích sô cô la của anh Tượng làm hơn. Quay vào. Ngon nha. Ăn cục nữa làm sao xin biết có nhiều. Ngon quá trời ơi. Sô cô la ngon nhờ anh ạ. À. Anh ăn đi. Anh ăn cái nhân nhé. Anh lấy vía sang năm con. Ui chú, con người tặng sô cô la cho chú. Ngu, con người tặng chú hả? Ok, cảm ơn con nhá. Ôi trời ơi, bạn ơi. Đây, thấy chưa, đẳng cái bọc đẹp trai người ngợi nó khác nha. Thấy không? Thằng Tuấn này nó có người yêu, nó của anh em mình rồi. Xem nào món gì nhá. Ồ, xịn sò nhá. Này, chắc bọn này con gái mới lớn chứ, không có tiền mua. Mà lúc đồng tiền đúng không? Này, xin ngại. 2 đồng đi. 2 đồng này. Ăn đi bạn này. Ăn đi mà lấy vía. Anh lấy vía. Ăn sô-cô-la của thằng Tượng nhỉ? Thôi, ăn lấy vía. Không ăn. Ăn lấy vía chứ. Chú ơi, ăn cả hộp trái tim bên này mới có tình yêu tôi đồng được. Nào, có ngọt ngào như em ấy tặng không? Chẳng có ngọt, sô-cô-la này chẳng có ngọt. Ngon nha, không biết đứa nào, đứa em gái nào mà gắm giấu mặt mà tặng sô-cô-la mình. Xong trội giữa mặt đi đúng không bạn nhỉ? Ừ, đứng ngoài cổng không vào, đứng không ngó nghiêng thế. Này, ăn đi nhờ, ơi, anh yêu ơi. Tôi không bạn ơi. Gì đấy? Nó có bảo vợ tôi cũng có đây chứ. Này, anh ơi, chị tóc dài đó. Đấy, cái chị tay ba lô đấy, cái chị tóc dài. Của anh, của anh chú Tú. Cảm ơn món quà của bạn Lương nhá. Thôi về đi.